Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm 2022. Tôi sẽ triển khai để tách chậu, tách ra làm 3 chậu cho cái bụi kiếm xanh Huế này. À xin lỗi, bụi phan chí này. Cách đây 1 năm thì tôi trồng vào trong cái chậu này là một cây. Một cây này này. Sau đó nó đẻ ra 2 cây. Và hai cái cây này thì cũng bắt đầu đã tiếp tục đẻ và chuẩn bị đẻ. Bây giờ các bạn sẽ thấy được hai chị em nhà cái chậu kia, nhà cái giả hành kia. Cái bà chị này này. Đây. Đẻ ra hai đứa con. Bây giờ cái đứa em này chuẩn bị đẻ. Thì có khi hai đứa cháu này cắm mặt vào nhau. Như vậy là không ổn. Chính vì lý do đó cho nên bây giờ tôi sẽ tách ra làm 3 chậu, trồng riêng là 3 chậu. Thì quá trình triển khai như thế nào, mời các bạn theo dõi. Nijitaki 2468. Nhanh quá các bạn. Vèo phát hết 12 chợ, 12 bao. Bây giờ tôi lại tiếp tục lấy thêm một bao nữa ra để triển khai. Cái này tôi mua ở dụng cụ cây cảnh.com nhé các bạn. Tôi mua để dùng thôi, chứ không có bán, không có sang lại đâu ạ. Bạn nào muốn mua thì chủ động liên lạc với chủ động liên lạc với dụng cụ cây cảnh.com để mua ạ. Con dao huyền thoại. Chúng ta sẽ mài sắc hai bên luôn nhé các bạn. Đây này. Mài cả ở sống của con dao cho nó sắc luôn. Sau đó để tránh cái tình trạng bị sần. Đây là cồn 70 độ. Cồn 90 độ không ăn thua nhé các bạn. Dùng cồn 70 độ thôi. Các bạn nghe không lộn đâu. Cồn 90 độ ấy. Ví dụ như đây là nấm hoặc là đây là khuẩn hoặc là nấm. Nó có một cái vách tế bào. Phun cồn 90 độ vào đây. Nó bay hơi luôn. Vách tế bào còn chưa kịp bị phá hủy. Nhưng phun cồn 70 độ ấy thì nó sẽ lâu khô hơn. Cho nên vách tế bào sẽ bị phá hủy. Và nấm hoặc khuẩn hoặc virus sẽ bị chết. Trước khi đi xả giá thể thì tôi rút kinh nghiệm đợt 1. Lúc nãy ấy, là tôi xả hết tất cả giá thể xong tôi mới tách. Rất là khó tách. Bây giờ tôi sẽ tách cây mẹ với cây con. Sau khi tách xong tôi sẽ đi xả giá thể. Muốn tách được hiệu quả thì chúng ta cần phải nghiên cứu cái mối nối, xem là nối ở đâu. Mình bửa nhẹ nhẹ ra để xem là nối ở đâu. Sau khi mình biết được nó nối ở chỗ nào rồi thì mình sẽ lấy con dao khứa vào giữa cái mối nối. Bây giờ nếu mà dùng một tay thì rất là khó để làm các bạn ạ. Xịt cồn 70 độ vào bàn chân. Để làm mình sẽ lấy cái mỏ ngón chân này để vào đây nhá. Bửa bửa cây ra, một tay tay trái bửa cây bên trái, chân phải bửa cây bên phải, tách ra như vậy. Tay phải thọc con dao vào. Đấy, thì nó mới chuẩn được. Chứ để nó khít này không làm được, phải banh nó ra rồi mới cắm vào được các bạn ạ. Ok bạn ơi. Anh nó ra rồi cắm vào này. Mấy anh đừng nghĩ theo chiều hướng khác nha.
Cô đang chia sẻ rất nghiêm túc ạ. Chọc từ từ thôi các bạn nhé, vừa chọc vừa dò nhé, đâm rồi xong, sau đó lại xịt cồn vào con dao. Suýt nữa thì rớt cái điện thoại các bạn ạ. Khó phết đấy. Rồi, đứt rồi các bạn nhé. Bây giờ xịt cồn vào vết này này. Ok. Sau đó thì mình sẽ bóc cái lớp rêu này ra nhé. Bóc ra này. Cái này là sơ dừa bột nha các bạn. Cái này tôi tưới từ hôm qua nha. Tưới từ hôm qua mà tôi cho các bạn xem này. Ai nói là trồng ướt thì cay chết. Ai nói là giá thể trồng sơ dừa thì không được. Cứ vô tư đi các bạn nhé. Cây lan nó thối á, không phải vì sơ dừa đâu. Không phải vì giá thể ướt mà lan nó thối đâu. Vì nấm hoặc khuẩn xâm nhập vào thì nó mới thối. Mà muốn nấm nấm và khuẩn xâm nhập vào thì phải có những vết thương, những vết rách, vết đứt, vết xước, vết thủng. Đó là những vết cắn, vết chích, vết cào, vết giũa của côn trùng. Hoặc là những vết nứt do điều kiện khí hậu nó khắc nghiệt. Mà cây thì sức đề kháng lại yếu. Khí hậu đang từ nóng ấm thành lạnh, tế bào nó co lại, mô nó co lại, cái lực liên kết giữa các tế bào, các cái mô nó kém, thế là nó nứt thôi. Đấy. Thì tại vì mình không bổ sung nano kẽm, canxi, bo, siêu kali, thì nó vậy. Cho nên thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy này, lá kiếm nhá, nó nứt ở đây này, nứt toác, nứt đôi, cái lá kiếm nó nứt làm đôi ra. Đấy. Bây giờ tôi sẽ lấy thật nhiều nước, tôi xả cho nó trôi hết giá thể đi. Chơi hẳn vòi tưới cà phê cho nó máu các bạn ạ. Ở đây tôi có một cái cây chanh để chiên ăn lá. Quá chuẩn, kia là cây mác mật. Ở Lạng Sơn có một cái món gọi là vịt quay lá mác mật đấy các bạn. Đây là cây quất hồng bì. Còn cái chậu lan tôi để kìa. Đây tôi có một cây chanh không hạt. Ây chà. Ôi thôi, ướt hết mặt rồi. Ướt cả điện thoại các bạn. Nhưng mà điện thoại này điện thoại chống nước nên cứ vô tư đi. Các bạn không nên làm theo cách của tôi nha. Đây. Bắt đầu chiến. Áp suất mạnh quá các bạn ạ. Nét lên. Máu chưa? Như vậy mới gọi là xả nước chứ. Sướng thật. Các bạn nên xả nhẹ nhẹ thôi nhá. Đừng áp dụng theo cách của tôi nhá. Làm kiểu này là rất ẩu. Có khi là hỏng. Hỏng đấy. Ba cây này mà hỏng là bay mất. Bèo nhất phải 90 triệu.
Đấy là giá thời điểm hiện tại. Giá của quá khứ thì khóc không ra nước mắt luôn, bằng một con ô tô đấy các bạn. Ok, đã rất sạch sẽ rồi này. Để tôi làm bằng hai tay, tôi xoay cái chậu đã nhá. Trời vậy mới máu chứ nè. Ok, đã xong. Rễ đẹp này đủ uy tín chưa các bạn? Nhìn rễ thấy uy tín không ạ? Đây nha. Vỏ thông vụn Neujita. Sơ dừa bột. Sơ dừa bột nha. Rồi, còn cái đống mà tôi xả ra, nó là cái gì? Phải quay để các bạn thấy chứ, không có này. Đây, viên phân thông minh tan chậm 20-10-10 của Hàn Quốc. Này, những cái viên tròn tròn đây. Là viên Ben01 của Hùng Nguyễn. Có một số những cái chùm rễ nó quá nhiều và quá dài. Tôi cắt bớt đi một nửa để trồng vào chậu cho dễ. Đây các bạn này. Rễ phần nhánh đẹp không? Để ngần này rễ là đủ rồi. Đây. Nhiều rễ quá cũng không phải là cái gì nó tốt lắm đâu. Vừa thôi. Ít rễ quá thì lại dở. Nhiều quá thì không tốt. Tôi xịt cồn vào vết cắt rồi nhá. Bây giờ tôi sẽ bóc cắt những cái bẹ này đi. Bẹ khô này. Và nếu mà các bạn cẩn thận ý, thì các bạn có thể là bôi keo liền da chi xèo vào cái vết cắt này. Cái thể loại này các bạn này, hàng của Mỹ nhé. Đây, keo liền da này. Nó có chữ tiếng Việt luôn cũng được. Đấy, hai loại này nó là thực ra nó là một nhá. Chi xèo. Màu đen. Bôi đẫm vào đấy, khoảng tầm một tiếng sau thì trồng lại. Cá nhân tôi thì tôi sẽ trồng luôn cho nên là tôi cũng không bôi. Với lại tôi xịt cồn vào vết cắt rồi. Và mình tự tin là cái giá thể Neujitaki kia nó sạch kìa. Thành ra là mình cứ thế mà mình dùng thôi. Còn các bạn nên bôi keo nhá. Không có bôi keo rồi mấy bữa nữa nó thối rồi lại đổ oan cho tôi. Mắng vốn mất công lắm. Trong cái chậu này là chưa có gì nhá các bạn. Đây là một cái chậu nhựa. Phi 24 và cao 21, tôi cho cây vào đây. Sau đó thì tôi cột nó lên trên cái móc, thế nào đứng lơ lửng ở trong chậu. Bây giờ tôi sẽ đổ Neujitaki vào. Mình sẽ lấy một tay để mình giữ cái cây lan nhé các bạn. Giữ cái cây lan để mình biết được cái vị trí cụ thể của cây lan ở đâu, ở trong cái chậu. Sau đó thì đổ giá thể vào. Trồng lan là một cái nghề rất là dễ. Không có gì là khó cả các bạn ạ. Và mình càng làm mà nó càng gọi là siêng quá đó. Siêng bón phân quá, siêng tưới quá thì lan nó mới chết. Còn làm biếng thì đôi khi lại ngon. Cho nên đừng siêng quá nhé. Làm biếng một chút. Lười ấy các bạn, lười biếng một chút. Ok. Sau khi mà mình cho cái Neujitaki vào đây. Cũng được khoảng tầm hơn nửa chậu đây. Đây nhá. Đó. Thì mình sẽ cho cái viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben01 của Hùng Nguyễn Đà Lạt vào đây. Cái này tôi mua ở dụng cụ cây cảnh.com nhé các bạn. Các bạn cần thì các bạn liên hệ với dụng cụ cây cảnh.com để mua nha.
cho vào đây khoảng tầm xem nào, để tôi đếm xem là bao nhiêu viên rồi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50. Cái chậu này là phi 24 cho 50 viên. Nói chung ấy là các bạn cứ lấy đường kính nhân 2. Rồi. Cái này là phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc 20-10-10. Các bạn nhớ nhé, đây là của Hàn Quốc 20-10-10 là phân tan chậm 3 tháng. Chứ tôi không có dùng phân trì 13-11-11-ME của Nhật nhé các bạn. Cái phân đấy là nó trong vòng 6 tháng mới hết dinh dưỡng. Cái này chỉ có 3 tháng thôi. 20-10-10 là 20% đạm, 20% lân. Xin lỗi, 10% lân, 10% kali. Chúng ta cho vào trong này, cứ lấy đường kính nhân cho 3. Là ví dụ như đây là 24 thì nhân 3 lên được khoảng tầm 70 mấy đó. Đó, 7 mấy viên. Rồi sau đó mình lại cho New Jitaki vào đây. Đấy. Vỗ vỗ này. Xong, bây giờ mang đi tưới thật là đẫm là đã hoàn thành. Các chậu kia cũng trồng y như vậy luôn các bạn ạ. Chậu này có khi này không cần đến, à thôi kệ đi, cứ để cái dây đây vậy. Thực ra thì không cần cái móc này cũng được. Úi giời, thôi. Rồi, bắt đầu cho ben 01 này. Cái này nó 3 tháng nhá. 3 tháng thì các bạn có bón, à có tưới hay không tưới thì nó cũng vẫn hết chất dinh dưỡng nha các bạn. Tại vì dinh dưỡng nó thôi ra, không phụ thuộc vào nhiệt độ. Xin lỗi, không phụ thuộc vào nước mà nó phụ thuộc vào nhiệt độ nhá. Cho nên là bón phân đấy là mỗi lần tưới là phải đẫm để cho nó rửa trôi đi, không có là nó bội thực đấy. Tôi lần này tôi không phủ sơ dừa lên đâu. Đó. Như vậy là xong nhé các bạn. Bây giờ đập 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 cho nó bằng phẳng như bên kia là ổn. Tiếp tục tưới đẫm. Đẫm thật đẫm, đẫm ơi là đẫm. Đẫm không thể đẫm hơn được nữa các bạn nha. Và từ nay trở về sau mỗi một lần tưới đều phải đẫm. 3 ngày một lần tưới cũng được, 4 ngày một lần cũng được, thậm chí một tuần tưới một lần cũng được. Nhưng bất cứ lần nào tưới đẫm đều phải làm cho nước nó chảy ròng ròng ra khỏi chậu. Để rửa phân, rửa giá thể. Đó là bí quyết làm như thế nào mà tôi trồng bằng sơ dừa bột luôn mà cây lan nó lên rất là đẹp. Mà lại không bị hư rễ, thối rễ. Mà lại rất nhiều rễ. Và nguồn nước phải sạch các bạn nhé. Nước phải thật sạch. Cái nước này là cái nước giếng mà tôi còn dùng để tắm và để ăn cơ. Cho nên bón tưới cho lan là đúng bài luôn á. Nước này không có phèn. Cái nguồn nước mà giếng khoan ngày xưa nhà tôi dùng á, là rất nhiều phèn. Cho nên là cây lan nó lên không ra cái gì cả. Như vậy là các bạn sẽ đã thấy được hết cái quá trình tách từ một chậu thành ba chậu. Nếu mà giả sử như một cái bụi kiếm mà nó chi chít chằng chịt dễ nhi nhít, nó quấn lấy nhau, thì khi tách mình phải cắt
hầu như là cắt hết rễ. Còn ví dụ như kiếm mà khai thác từ rừng về thì chắc là phải cắt trụi hết rễ rồi các bạn ạ. Còn ví dụ như là mình có thể dỡ ra được như cách của tôi, dỡ từng sợi, từng cọng rễ ra một giống như cách của tôi. Thì các bạn hoàn toàn có thể giữ lại nguyên bộ rễ. bảy giờ 30 phút ngày 7 tháng 3, tôi đã xong được 3 chậu. Bây giờ hai cái chậu này là hai cái cây con của cái cây kia. Thì cây kia nó già rồi các bạn ạ. Không để ở đây được. Nếu để ở đây nó sẽ bị vàng và mất mất lá, rụng lá. Cho nên bây giờ tôi sẽ mang cái chậu này. Tôi để cùng một chỗ với mấy cái chậu già già khác, cũng là chậu phan trí ở góc kia kìa các bạn. Để ở trong góc thoáng mát, ẩm, ít nắng. Đây là một vấn đề rất là nghiêm túc. Tại vì một cây như vậy bây giờ nó cũng khoảng tầm 20 mấy triệu. Bỏ lên trên ấy, ví dụ như nó vàng lá như kia, có thể là sẽ không bị mất 20 mấy triệu vì nó vẫn có thể đẻ. Nhưng chắc chắn là bị giam vốn rất lâu. Lâu, thật sự rất lâu. Còn nhọ nhọ thì có khi là nó vàng và nó chết luôn. Nên tôi dúi nó vào trong đấy và để ở đấy. Kinh nghiệm xương máu các bạn ạ. Tôi ăn hành rất là nhiều về cái vấn đề mà khi mình mới trồng xong mà mình lại treo lên trên cao hoặc để lên trên khay. Cho nên khi mà bây giờ ở trên khay của tôi thì các bạn sẽ thấy được toàn là những cây tơ. Những cây tơ rất là khỏe. Hoặc là những cây bánh tẻ. Còn nguyên cái bộ rễ, nó có thể tự chống lại được với điều kiện khắc nghiệt và nó đủ sức để nó tự nuôi chính nó và nó có thể tự đẻ được mà không cần phụ trợ. Rồi, bây giờ thì muộn quá rồi, tối quá, chẳng nhìn thấy cái gì nữa. Bật phần lát lên phát nhỉ. Ui, không ăn thua. Quý vị và các bạn, nếu mà có vấn đề gì thắc mắc hay là chưa hiểu thì có thể liên hệ với tôi qua Zalo ạ.